Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một món canh. Đó là canh chuối nấu thịt đậu các bạn ạ. Các bạn có thể biết đến món canh chuối nấu ốc rồi. Nhưng ở đây mình giới thiệu với các bạn là món canh chuối nấu thịt đậu các bạn nhé. Thịt ba chỉ đậu rán ạ. Đây là sản phẩm canh chuối thịt đậu của mình đây các bạn ơi. Chuối xanh, thịt ba chỉ đậu rán. Và gia vị đi kèm là cà chua, tía tô, hành, mùi tàu các bạn ạ. Mời các bạn hãy theo dõi video của mình và để thực hiện món canh chuối này nhé. Rất ngon, rất hấp dẫn các bạn ạ. Nếu các bạn bận rộn, các bạn chỉ cần nấu một nồi canh này thôi là rất là đủ chất rồi. Cho cả gia đình nhà mình ăn rồi, không cần phải nhiều món làm gì cả. Sau đây mình xin trình bày cách làm cho các bạn xem về món canh này nhé. Xem mình làm như thế nào nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị cho món canh này đó là chuối xanh. Đây là nhà mình có hôm nay có 6 người ăn, do vậy mà mình sử dụng 7 quả chuối, nhưng quả chuối này nó cũng ngắn thôi các bạn ạ. Và đây là một chút đậu rán, một chút đậu để mình đi rán. Và đây là một đà thịt của mình đây. Thịt ba chỉ mình đã thái miếng và rửa sạch rồi đấy các bạn ạ. Và các bạn nên nhớ là các bạn bỏ bì đi nhá, bởi vì khi mình rang nó có bì nó sẽ rất là hay nổ. Tiếp đến đó là gia vị đi kèm, đây là hành, mùi tàu và lá tía tô và một quả chanh ngày trước nữa mình cho vào nước để mình gọt chuối ạ. Và tiếp đến là cà chua các bạn nhé. Và mình có thêm một loại nữa đó là cái nước bỗng ạ. Cái nước bỗng để tạo độ chua và tạo độ thơm. Nếu bạn nào mà hay ăn bún riêu cua là các bạn sẽ có cái nước này. Còn nếu các bạn có thể thích thêm, các bạn có thể cho thêm một muỗng hoặc là một thìa mẻ nữa. Bây giờ mình tiến hành đi gọt chuối các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị một cái chậu nước như thế này. Sau đó các bạn cho một chút muối hạt vào. Và quả chanh vừa xong đấy các bạn, vắt nước cốt chanh vào nhé. Để cho mình tạo được một hỗn hợp muối chanh, để khi các bạn cắt chuối vào nó sẽ không bị thâm và nó ra nhựa thì ăn nó không bị chát ạ. Các bạn nên nhớ là nấu cái này là chuối xanh các bạn nhé. Xanh ăn mới ngon. Đấy thì các bạn nhìn mình gọt chuối như thế này. Đây mình gọt cái vỏ ở bên ngoài đi. Cái vỏ xanh sần ở bên ngoài thôi các bạn ạ. Và tiếp đến là các bạn sẽ thái miếng mỏng như thế này nhé. Đấy, mình chỉ thái miếng mỏng như vậy thôi. Đấy, sau khi mình thái xong mà mình, các bạn quậy đều lên và các bạn để ngâm từ 10 đến 15 phút nhé, cho ra hết nhựa nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi mình đã ngâm xong rồi đây. Thì bây giờ các bạn tiến hành đi nấu thôi các bạn nhé. Trước hết là các bạn vớt chuối ra này. Và các bạn mang đi xả lại nước sạch 1 đến 2 lần nhé. Đấy. Và tiếp đến là bây giờ mình bắt đầu đi nấu này. Cà chua, rau, thịt, đậu chuẩn bị sẵn sàng đúng không ạ? Bây giờ các bạn mang đi nấu nhé. Đậu thì mang đi rán này. Thịt thì các bạn cho vào nồi các bạn rang cháy cạnh đi nhé. Rang cho nó ra cái mỡ này này. Sau đó mình sử dụng để mình xào chuối luôn. Đây các bạn cứ đảo như vậy đến khi nó sát và nó ra một chút mỡ ở thịt ra. Sau các bạn dùng để các bạn nấu rất là ngon. Các bạn cứ đảo đi ạ, không phải cháy đâu ạ. Đấy là nó bén một chút thôi cho nó ra mỡ mà. Vì mình khi mình ra mình không cho cái gì hết. Các bạn ra như vậy rồi, xong tiếp đến là các bạn cho luôn chuối vào này. Các bạn xào chuối. Các bạn đảo lên. Lúc này các bạn có thể cho thêm một chút gia vị rồi đấy.
Đây các bạn cho gia vị nhá. Ở đây mình dùng 6 ngày ăn do vậy mà mình cho tầm khoảng 2 lít rưỡi nước. Cho nên là mình cho từng đấy gia vị. Nửa thìa ăn phở. Sau đó các bạn đảo đều lên. Và các bạn có thể cho ít hơn như vậy và các bạn cho thêm một chút nước mắm vào. Cho thơm cũng được. Và lúc này mình cho cà chua và mình đảo cùng luôn các bạn nhé. Cà chua để các bạn bổ cao như thế này. Và các bạn xào. Vì đằng nào mình cũng phải hầm cho chuối nó nhừ. Do vậy mà cái cà chua mình có thái miếng to một chút thì nó cũng mềm mà thôi các bạn ạ. Đấy lúc này các bạn cứ đảo đều. Vì mình đã cho gia vị rồi đúng không ạ. Thì các bạn đậy vung và các bạn om một chút cho nó ngấm. Còn một chút cà chua để mình cho nốt. Đây các bạn đảo đều lên để cho nó ngấm gia vị. Xong rồi bây giờ các bạn đảo lên một lượt nữa và các bạn cho nước thôi nhé. Các bạn cho nước, các bạn nên là đang nấu cái loại gì nóng này thì các bạn nên cho nước nóng vào nhé. Đấy các bạn mình cho cái lực phích vào luôn đây này. Nó đang nóng như vậy thì nó đang ở cái độ nóng đấy thì các bạn ninh nó sẽ lâu nhờ, nhanh nhừ hơn. Chứ nếu mà các bạn đổ nước lạnh vào thì nó sẽ lâu hơn đúng không ạ. Đấy bây giờ các bạn cho cái nước bỗng vào luôn này. Nếu các bạn không ăn được chua thì các bạn cho ít bỗng thôi nhé. Ở đây là mình cho 2 lít rưỡi nước, do vậy mà 2 lít nước mình cho chỗ đấy về một bát con nước bỗng đấy ạ. Mà các bạn không ăn được thì các bạn cho ít thôi. Và đây mình có cho thêm một chút cái bột nghệ khô và để tạo màu các bạn ạ. Đấy. Còn nếu không thì các bạn không cho cũng được mà. Mình tạo cái màu vàng cho bát canh thêm hấp dẫn. Còn các bạn có thể có miếng nghệ tươi các bạn đập dập ra các bạn ném vào cũng được. Đấy sau đó các bạn đậy vung và các bạn om từ 10 đến 15 phút cho nhỏ nửa thôi các bạn ạ. Hoặc là 5 đến 10 phút tùy vào cái chuối nhà mình nó như là được. Với tất cả mọi thứ rất là nhanh chín thì mỗi cái mình muốn om ra cái chuối thì nó mềm thôi. Thì các bạn thử cái chuối chưa được thì các bạn lại vào các bạn om tiếp nhá. Đấy chắc là mình cho khoảng 5 phút rồi, bây giờ mình om thêm khoảng 3-4 phút nữa thôi. À được thôi. Đấy. Các bạn kiểm tra bằng cách này các bạn cho cái miếng chuối lên cái thìa ấy. Các bạn thử dầm nó ra xem. Đấy mà nó mềm rồi là được nào. Đấy miếng chuối mềm rồi đúng không ạ? Đấy. Thế là được rồi đấy các bạn ạ. Các bạn có biết là đến nguyên liệu tiếp theo cho vào nồi canh này đó là cái gì không? Đấy là đậu phụ rán nhá, đậu mình đã rán rồi đấy ạ. Các bạn đảo đều lên, các bạn riêng cho đậu vào nhá. Các bạn chỉ cần đun thêm khoảng 3 phút nữa thôi. Để cho cái đậu nó ngấm vào cái nước cà đấy. Chứ các bạn cũng không cần phải đun kỹ lắm. Đấy thế là nồi canh chuối của mình đến đây đã gần hoàn thành rồi đấy. Bây giờ mình cho cái gia vị tiếp theo đó là cái rau. Hành, tía tô, mùi tàu các bạn đã thái rồi đúng không ạ? Các bạn cho vào. Và các bạn dậm đều nó xuống. Vì đang nóng này những cái đồ này toàn đồ ăn tái được đúng không ạ? Các bạn có thể lúc này các bạn có thể tắt bếp đi. Và các bạn cho mì chính nhé. Ở đây nồi canh của mình to, do vậy mình cho 3-4 thìa bột canh, gọi là bột ngọt đấy ạ. Còn nếu các bạn nấu bằng bột nêm thì cái việc cho mì chính này không cần thiết đúng không ạ. Ở đây mình nấu bằng gia vị, do vậy mình vẫn phải cho thêm một chút mì chính vào. Thế là nồi canh chuối của mình đến đây đã xong rồi. Bây giờ các bạn cho ra bát để thưởng thức thôi. Một nồi canh chuối rất hấp dẫn đúng không ạ? Màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Rất tuyệt vời. Đây là sản phẩm canh chuối của mình đây. Các bạn xem thật hấp dẫn đúng không ạ? Rất ngon. Vừa có thịt, vừa có đậu, vừa có rau. Rất chuẩn luôn. Ở đây mình nhiều khi mình có khi mình lười, mình chỉ cần nấu một nồi canh này là đủ chất dinh dưỡng rồi. Là đãi cả nhà được. Còn tất nhiên là như ví dụ như các bạn thích ăn thêm thì cũng có thể thêm một đĩa thịt luộc nữa chẳng hạn. Cũng không sao, nhưng mà cái món canh này là đảm bảo rồi đấy các bạn ạ. Có thịt, có đậu, có rau đúng không ạ? Rất ngon. Xin chúc các bạn là làm và thành công nhé. Bạn nào mà theo dõi video của mình thì nhớ like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Rất mong được sự quan tâm và chia sẻ đóng góp ý kiến của các bạn. Xin chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.
Chúc các bạn ngon miệng.